Xin chào mừng mọi người đã đến với kênh hjresort.com. Video hôm nay mình xin chia sẻ thêm một mẫu vòng đeo tay cặp. Mẫu này có sẵn hai màu, đó là màu trắng và màu vàng. Điều khác biệt của mẫu này so với nhiều mẫu khác đó là chữ khắc trên vòng được khắc chìm và không tạo màu tương phản, do đó nhìn đơn giản hơn. Cả vòng nam và vòng nữ đều được khắc chung một dòng chữ Love You In My Face. Trên vòng nam có đính một viên đá màu xanh, còn vòng nữ thì đá màu trắng. Vòng thiết kế dạng hở, do đó việc tháo mở cũng như chỉnh size hoàn toàn dễ dàng tiện lợi. Cả hai màu trắng và vàng đều được làm chung một chất liệu stainless steel, là thép không rỉ, hoàn toàn không gây dưỡng da và không bị rỉ sét. Nếu các bạn đang cần tìm mua một mẫu vòng cặp với thiết kế đơn giản nhưng mang ý nghĩa thiết thực thì mẫu này là một sự lựa chọn tuyệt vời. Để xem chi tiết giá bán, các bạn vui lòng truy cập vào đường link mình để ở phần mô tả phía bên dưới. Rất cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại vào những sản phẩm tiếp theo.